Thưa cha và thưa cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Thiền, 64 tuổi. Con có thằng con đây, con không may nó bị tai nạn, dập hết ruột gan, đi bệnh viện Chợ Rẫy. Đến con mới lên lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện. Đến nay Chúa đã cho con gặp thầy thuốc, cháu đã được khỏe. Nay con đem cháu lên để làm chứng. Cháu, con tên là gì? Cha, con tên là Giuse Nguyễn Văn Tam. Dạ, năm nay con 27 tuổi. Con bị tai nạn gì? Dạ, tai nạn xe máy. Trong lúc đang đi làm. Tại con đi giao ga mà trong lúc đang chạy xe thì bị chóng mặt, có thắng xe là không kịp nên tông vào đuôi xe tải. Rồi khi mà tông vào xe tải như vậy thì ruột gan phèo phổi. Cháu nó bị đập cái bụng này vào đầu xe Honda Á, thế là dập hết ruột gan. Đi cấp cứu lên đến bệnh viện là 10 phần chết, không còn được 1 phần. Các bác sĩ khóc phải chứ không chữa được nữa đâu. Bây giờ nếu mà cô là bên tôn giáo thì chỉ còn có cầu nguyện lòng thương xót thôi. Thì ơn riêng cứu chữa, chứ còn bác sĩ là thua rồi. Vậy sao mà chị biết lòng thương xót Chúa cho đến đây cầu nguyện cho cháu? Và con ở nhà con cũng có nghe người ta nói chuyện, thế là con mới để cháu những lúc mà bác sĩ không có cho vào thăm, hay là con mới gửi đó, con lên đây con xin cầu nguyện. Vâng, thưa anh chị em, lên hình ảnh của một người mẹ mà thấy rằng con mình là số phận là chỉ mảnh châu chuông, 99% là chết, tim gan nó nát bét hết ra rồi. Và trong lúc mà để thằng bé ở trong phòng cấp cứu như vậy thì người mẹ đã lặn lội từ bệnh viện lên đây để cầu nguyện cho đứa con của mình. Và Chúa đã trách lòng thương tâm lòng của người mẹ và cứu đứa con. Hôm nay cả hai mẹ con đến đây để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Sẽ gửi tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Mấy vị mẹ con, mấy em con ở ngoài Bắc bị mất trí, thế con cũng lên đây con xin cầu nguyện thì nay Chúa cũng chữa. Mẹ con, mấy em con cũng được tỉnh táo bình thường. Mẹ con bao nhiêu tuổi? Mẹ con năm nay 84, em con năm nay 61. Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cây quạt rồi. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Con gửi ra Bắc cho mẹ nha. Và đây là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là Đấng đã cứu chữa con trong lúc mà bác sĩ bảo nếu bà là người có đạo thì bà về và cầu nguyện lòng Chúa thương xót đi. Chúng ta thấy đây là một lời của bác sĩ chứ không phải là lời của người thường. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta mỗi người